Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 105, ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Trang 111-112. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Một cửa hàng kiểm đếm một số loại đồ uống giải khát đã bán trong ngày, tính theo cốc. Chúng ta quan sát. Đây là bảng thống kê đồ uống giải khát đã bán trong ngày. Tên của bảng là đồ uống giải khát đã bán trong ngày. Trong bảng này, chúng ta thấy có nước mía, nước cam và nước dừa. Bài yêu cầu chúng ta quan sát bảng ghi chép trên và trả lời các câu hỏi. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu cốc nước mía? Đồ uống loại nào cửa hàng đã bán được 11 cốc? Bây giờ chúng ta quan sát lại bảng đồ uống giải khát đã bán trong ngày. Nước mía, đây là nước mía, đây là nước cam và nước dừa. Chúng ta tìm xem cửa hàng đã bán được bao nhiêu cốc nước mía. Nước mía ở đây chúng ta thấy có 3 nhóm. Mỗi nhóm 5 cốc và 4 cốc lẻ. 3 nhóm này 5 x 3 bằng 15. 15 cộng 4 bằng 19. Như vậy cửa hàng đã bán được 19 cốc nước mía. Đồ uống loại nào cửa hàng đã bán được 11 cốc? 11 cốc chúng ta đếm. Nhóm này có 2 nhóm, phải không? Nước cam có 2 nhóm, 5. 5 x 2 là 10. 10 cộng 1 bằng 11. Như vậy đồ uống tức là nước cam đấy, cửa hàng đã bán được 11 cốc. Và sau đây là câu trả lời của cô giáo. Cửa hàng đã bán được 19 cốc nước mía. Nước cam của cửa hàng đã bán được 11 cốc. Bài 2. A. Quan sát biểu đồ tranh sau. Cô giáo mời các con quan sát. Đây là một bảng thống kê số thùng sơn của cửa hàng đã bán trong một tuần. Trong bảng thống kê này, số thùng sơn biểu thị bằng biểu đồ tranh. Có màu trắng, có thùng sơn màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Và mỗi ký hiệu một thùng sơn này biểu thị cho 3 thùng sơn. B. Đọc biểu đồ trên và trả lời các câu hỏi. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sơn màu trắng? Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu nào? Cửa hàng đã bán được số thùng sơn bằng nhau ở những màu nào? Cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu thùng sơn? Trước tiên, chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sơn màu trắng? Số thùng sơn màu trắng ở đây. Mỗi một thùng này biểu thị cho 3 thùng sơn. Ở đây có xem có bao nhiêu thùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thùng sơn này chúng ta nhân với 3. 6 x 3 bằng 18. Như vậy số thùng sơn cửa hàng bán được màu trắng, số thùng sơn màu trắng cửa hàng bán được là 18 thùng. Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu nào? 9 thùng sơn màu nào, mỗi một thùng này biểu thị là 3 thùng sơn. Vậy mấy nhân mấy bằng 9? 3 x 3 bằng 9. Ở đây chúng ta thấy màu đỏ có 3 thùng này. Đấy. 3 x 3 bằng 9. Như vậy số thùng sơn màu đỏ đã bán được 9 thùng. Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn bằng nhau ở những màu nào? Chúng ta xem màu nào có số thùng sơn bằng nhau. Chúng ta thấy màu xanh và màu vàng có số thùng sơn bằng nhau là 4. Đấy. 4 thùng ở đây. Mỗi một thùng là biểu thị cho 3 thùng sơn. 4 x 3 bằng 12. Màu xanh bán được 12 thùng. Số thùng sơn màu vàng cũng bán được 12 thùng. Như vậy, cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn bằng nhau ở màu xanh và màu vàng. Cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu thùng sơn?
Muốn biết cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sơn thì chúng ta đếm tổng số thùng sơn của các màu, sau đó chúng ta nhân 3. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có 17 thùng, chúng ta nhân với 3, 17 nhân với 3 bằng 51 thùng. Như vậy cửa hàng đã bán được tất cả 51 thùng sơn. Và sau đây là câu lời giải vào vở ô ly của cô giáo như sau. Cửa hàng đã bán được 18 thùng sơn màu trắng. Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu đỏ. Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn bằng nhau ở màu xanh và màu vàng. Cửa hàng đã bán được tất cả 51 thùng sơn. Như vậy ở bài tập 2, từ biểu đồ tranh, chúng ta đã ôn lại về một số yếu tố thống kê. Bài 3, dưới đây là bảng số liệu thống kê số người đến khám răng tại một phòng khám nha khoa vào các ngày trong một tuần. Đấy, đây là hình ảnh người ta đến khám răng tại phòng khám nha khoa vào các ngày trong tuần. Chúng ta quan sát bảng số liệu. Tên bảng số liệu là số người đến khám răng trong một tuần. Trong bảng số liệu chúng ta thấy có dòng trên là ngày, gồm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, các ngày trong một tuần. Và dòng dưới là số người khám răng trong từng ngày một. Chúng ta đọc bảng số liệu và trả lời các câu hỏi. A. Có bao nhiêu người đến khám răng trong ngày thứ 2? B. Số người đến khám răng trong ngày chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ 2 là bao nhiêu người? C. Ngày nào chỉ có 2 người đến khám răng? D. Có bao nhiêu người đến khám răng trong cả tuần? Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi. Câu A. Có bao nhiêu người đến khám răng trong ngày thứ 2? Chúng ta gióng ngày thứ 2. Số người khám răng trong ngày thứ 2 là 7 người. B. Số người đến khám răng trong ngày chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ 2 là bao nhiêu? Muốn biết số người đến khám răng trong ngày chủ nhật nhiều hơn ngày thứ 2 là bao nhiêu người thì chúng ta gióng này. Ngày thứ 2 chúng ta biết là số người đến khám răng là 7 người. Còn ngày chủ nhật là 14 người. Như vậy ta sẽ lấy số ngày của ngày chủ nhật, số người của ngày chủ nhật đến khám răng là 14, trừ đi số người đến khám răng của ở ngày thứ 2 là 7. 14 trừ đi 7 bằng 7 người. Như vậy ngày số người đến khám răng ngày chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ 2 là 7 người. C. Ngày nào chỉ có 2 người đến khám răng? Chúng ta gióng xem chúng ta đếm đâu là số là 2. Hai người đến khám răng đó là ngày thứ 5. Câu D. Có bao nhiêu người đến khám răng trong cả tuần? Muốn biết cả tuần có bao nhiêu người đến khám răng thì chúng ta sẽ lấy số người trong từng ngày trong cả tuần chúng ta cộng lại. Tức là ta lấy 7 cộng 5 cộng 3 cộng 2 cộng 6 cộng 8 cộng 14. Như vậy, trong phép cộng này, cô giáo cộng 7 cộng 5 bằng 12. 12 cộng 3 bằng 15. 15 cộng 2 bằng 17. 17. Đấy, 17 cộng với 6 cộng 8 bằng 14. 14 cộng 14 bằng 28. 28 cộng 17 bằng 45. Như vậy trong cả tuần có 45 người đến khám răng. Và sau đây là câu trả lời của cô giáo. Cô giáo trình bày câu trả lời như sau. A. Có 7 người đến khám răng trong ngày thứ 2. B. Số người đến khám răng trong ngày chủ nhật nhiều hơn trong ngày thứ 2 là 7 người. C.
ngày thứ 5 chỉ có 2 người đến khám răng. D. Có 45 người đến khám răng trong cả tuần. Bài 4. Trộn các thẻ sau lại với nhau và rút ra một cách ngẫu nhiên một thẻ. Sử dụng các từ chắc chắn, có thể, không thể để mô tả cho khả năng rút ra được chiếc thẻ có hình chú thỏ. Quan sát ở đây chúng ta thấy có 5 chiếc thẻ, có 2 chiếc hình chú thỏ và 3 chiếc hình chú voi. Bây giờ chúng ta trộn 5 thẻ lại với nhau và chúng ta rút ra một cách ngẫu nhiên một thẻ. Và chúng ta sẽ sử dụng các từ chắc chắn, có thể, không thể để mô tả cho khả năng rút được chiếc thẻ có hình chú thỏ. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ nào? Chúng ta trộn đều với nhau, chúng ta không biết cái tờ nào, cái thẻ nào là hình chú thỏ hoặc là chú voi. Chúng ta rút ra một cách ngẫu nhiên thì chúng ta dùng từ gì? Có thể, phải không? Có thể. Có thể có nghĩa là có thể có và có thể không có, phải không? Để rút ra được chiếc thẻ có hình chú thỏ. Như vậy chúng ta dùng từ có thể. Như vậy bài tập 4 vừa rồi đã kết thúc tiết ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.